Ở phần này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn sơ lược về ba dàn rửa và nội thất bên trong máy có gì ha. Thì mình sẽ giới thiệu ba dàn rửa cho các bạn ha. Dàn đầu tiên là dàn trên cùng. Dàn này thì các bạn có thể xếp muỗng, đũa này, những cái giá muôi mình xếp dọc hai bên. Xếp vào cái lẫy này là được. Cái dàn thứ hai thì là cái dàn mình có thể xếp đĩa vào đây này, là chén hai bên đây. Và đối với hai cái này á, thì mình sẽ xếp ly rượu rang, mình bật xuống, mình máng cái phần đáy ly vào đây. Các bạn lưu ý giúp mình là cái nào mà nó có cái màu khác biệt á, cái màu xám như vậy á, có thể di chuyển được nó. Di chuyển nếu mình hạ xuống á, để mình tăng tiết diện lên, mình để những cái tô hoặc cái chén bự hơn. Điều đặc biệt ở dàn rửa thứ hai là có thể tùy chỉnh độ cao thấp của nó bằng cách nhấn đồng thời hai lẫy hai bên ha. Mình nhấn xuống, cái dàn thì tự động rớt xuống. Nếu mình muốn nâng nó lên thì mình nhấn hai tay, mình lấy hai tay mình kéo lên là được. Đối với cái dàn thứ ba nè, mình có thể xếp nồi niêu xoong chảo, những cái nồi bự ha. Và các bạn để ý nè, cái màu xám này nè, mình có thể di chuyển được nè. Bật xuống, nắm cái thanh này nè, mình đẩy ra. Thanh này đẩy xuống, bật xuống để mình tăng tiết diện, mình để những cái nồi lớn. Tôi hướng dẫn cho các bạn cách vệ sinh máy ha. Khi bạn thấy nè, hai cái mũi tên nó đối diện với nhau thì cái phần lõi này, cái phần lọc rác này đang bị khóa nè. Mình dặn ra, mình dặn xéo qua là mở lên được hả? Mình mở lên thì mình vệ sinh những cặn nè, xương cá hay là những cái cơm nó còn dính trong đây để phòng ngừa cái bít tắc, cái lỗ thoáng ha. Tiếp theo đây là cái lỗ để mình cho muối vào, mình mở ra như nắp xăng vậy đó. Mở ra, mình đậy lại cũng vậy luôn, mình đậy lại như nắp xăng vậy. Đối với phần này thì mình bỏ vào, mình đậy tới khi mình dặn, tới khi mà hai cái mũi tên này nó đối diện với nhau như vậy là đã chắc chắn đã được khóa lại rồi. Thì đó là toàn bộ những gì có ở máy rửa chén Bosch Series 4 SMI 4HV S33E. Cảm ơn các bạn đã đón xem và theo dõi.